Chào mừng các bạn trở lại với kênh Mỹ Latin. Sau khi rời đất nước Peru thì bọn mình đã bắt một chuyến xe buýt đêm để đi thẳng tới biên giới giữa Peru và Bolivia. Với hộ chiếu Việt Nam thì bọn mình có thể xin được visa arrival ngay tại cửa khẩu của Bolivia và nhập cảnh một cách rất là thuận tiện luôn. Và trong cuốn hành trình ngày hôm nay thì bọn mình sẽ đi đến các địa điểm sau. Thứ nhất đó chính là khu bảo tàng di tích Tiwanaku, nơi người ta tin rằng đã có những người sinh sống từ những năm 1500 trước công nguyên. Đây chính là trung tâm hành chính chính trị của cả khu vực lúc bấy giờ. Tiếp theo đó chính là một nghĩa địa hỏa xa và không thể nào thiếu được ruộng muối lớn nhất thế giới Sala de Uyuni, nơi được ví là chiếc gương kỳ ảo của tạo hóa. Và điểm tiếp theo đó chính là thủ đô cao nhất thế giới La Paz với ở độ cao là 3.600m so với vực nước biển. Và cũng ngay tại thủ đô La Paz này thì bọn mình có thể thăm khu chợ phù thủy và thăm thung lũng mặt trăng. Chào mọi người, đây là bãi xe kết nối giữa Peru và Bolivia. Chỉ cần đi qua một đoạn nữa thôi là mình sẽ tới biển lãnh thổ của Bolivia rồi. Ok. Taxi de Peru. No, este es el ciclo. Ahí es la cola, gente. Vamos a esperar entonces. Acá es la cola. Ya estamos esperando, ahí nos vamos. Giờ đây là nơi mọi người sẽ phải ghé xuống trình hộ chiếu để đi qua biên giới của Bolivia. Ok, mình đã tới biên giới của Bolivia rồi. Yeah, vượt biên thành công. Đây là Bolivia food. Giờ mình đã tham quan bảo tàng Tiwanaku. Tiwanaku được biết là một cái thời được trước khi Inca, trước thời của Inca nữa. Và những cái hiện tại mà mọi người biết đến về chế độ thời kỳ của chế độ Inca thì hầu hết những thông tin của chế độ Inca thì đều được học tập từ thời Tiwanaku. Và đây tiếp theo, đây mọi người sẽ thấy trên cùng là bên phía tay trái là cờ của Bolivia, bên phải là cờ của Tiwanaku và chính giữa đó là vị thần của Tiwanaku. Đây mình đang có mặt tại bảo tàng Tiwanaku và vé để vào thăm bảo tàng Tiwanaku này hiện sẽ là 100 Bolivia, tương đương với khoảng là tầm 690.000. Và cũng như ở Peru thì họ sẽ có một chính sách riêng cho với người dân địa phương, với việc không chỉ phải trả một đồ giá tức là 50 Bolivia, còn có người nước ngoài là 100 Bolivia. Ok, chào mọi người, mình đang đứng ở trung tâm của bảo tàng của người Tiwanaku, thời kỳ Tiwanaku. Đây, mình quay ra đây một chút thì mọi người sẽ thấy rồi nè. As you know, Tiwanaku culture is before the Inca culture. So, here is the first position of the culture Tiwanaku. And then they went to the Argentina or Peru. A Peru with the information that this the Inca culture. Yeah. Also, Inca culture, the legends, the Samanku Capac and Mama Ojo, say that they come from Lago Titicaca Lake. The timeline about Tiwanaku culture. And this time they one day start with this one in Calacala, Mr. Chani, and then the temple. The Ferrero Chiripa and Tiwanaku. So this is Tiwanaku culture. Yeah. Before Tiwanaku is Chiripa culture. Người bạn Peru của mình Gustavo đang giải thích cho mình biết quá trình hình thành và phát triển của chế độ Tiwanaku. Theo đó thì Tiwanaku đã có trước cả thời kỳ Inca, tức là vào giữa cái thời kỳ là 1500 trước công nguyên. Và trước cái thời kỳ Tiwanaku còn có hai cái chế độ nữa thì mới đến Tiwanaku, chứng tỏ họ đã có một cái thời kỳ hình thành rất là lâu đời rồi. Và cũng từ cái hồ Titicaca này mà những cái người đầu tiên đã thời kỳ tiền sử đó đã xuất hiện và sinh sống và sản sinh ra những nền văn minh lớn của thời kỳ Nam Mỹ.
Tiwanaku đã được hầu hết các nhà khoa học thống nhất rằng đây là thành phố cổ nhất thế giới, thậm chí nó còn tồn tại trước khi xuất hiện của Titicaca. Tuy nhiên, sự thống trị của Tiwanaku đã suy giảm trong thời thế kỷ thứ 11 và sụp đổ hoàn toàn trong thế kỷ thứ 12. Và đến ngày nay, các nhà khoa học mặc dù vẫn chưa tìm ra được câu trả lời vì sao chế độ Tiwanaku sụp đổ, nhưng có một điều họ tin rằng Tiwanaku từng là thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả một khu. Đường biển giống như Lào trong khu vực Đông Nam Á vậy. Và chính vì vậy mà Bolivia phải dùng cái đường bộ là con đường giao thương duy nhất giữa quốc gia mình với các quốc gia láng giềng. Chính vì vậy mà hiện nay giữa Bolivia và Brazil đang có một cái dự án là xây dựng một cái tuyến đường xe lửa giúp cho việc giao thương giữa hai quốc gia được thuận lợi hơn. Ngoài ra là ở Bolivia là có một cái độ cao hơn 3.000m, chính vì vậy đã tạo ra một cái lợi thế không ngờ cho các đội tuyển của quốc gia khi tham gia vào các giải đấu của quốc tế, ví dụ như là Copa America. Bởi vì các quốc gia khác nếu mà phải đến Bolivia thi đấu thì họ đều rất là ngán ngẩm khi phải gặp đội tuyển Bolivia, bởi vì khi phải chơi trên sân vận động của thủ đô La Paz, bởi vì cái không khí loãng nó không có lợi cho sức khỏe của các vận động viên, nhất là khi mà phải chạy nhiều trong cái khoảng thời gian 90 phút thi đấu. Ngay cả các đội tuyển mạnh như Brazil, Argentina cũng đều đã phải nếm cái vị thất bại khi thi đấu tại sân vận động ở độ cao nhất trên thế giới này. Và đây chính là một cái điểm mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước và con người Bolivia. Hiện giờ mình đang ở thủ đô La Paz của Bolivia. Ngay tại trung tâm của thành phố La Paz thì mọi người sẽ thấy đó là một cái kiến trúc của thời mang kiến trúc của thời châu Âu. Đây, mọi người cùng xem nhé. Đây là quảng trường trung tâm của thành phố La Paz, và như mọi người có thể thấy ở đây đúng không? Đó là họ mang một cái cấu trúc của thời kỳ châu Âu rất là rõ luôn và cũng còn được lưu giữ rất là tốt cho đến ngày hôm nay. Và mình đã từng đi một số cái thành phố lớn quốc gia như Argentina, Peru và Brazil, thì ở Bolivia đã cho mình một cái cảm giác rất là yên bình và an toàn. Bạn có thể thấy ở đây tất cả mọi người đều rất là tận hưởng cái bầu không khí rất là nên thơ và buổi chiều, trong đó thì những cái con chim bồ câu có thể tụ tập thành hàng đàn, và các anh cảnh sát thì khá là nhàn nhã luôn, không có phải là nghiêm nghị trực mọi lúc mọi nơi như ở các quốc gia mình đã từng đi qua. Và ở Bolivia thì mọi người rất là thân thiện. Bạn có thể thấy ở đây rất là vào một buổi chiều mọi người dắt con cái đi ra phố chơi, dạo phố và cho những cái con bồ câu ăn.
cái cảnh rất là hiếm gặp ở các trung tâm thành phố lớn tại khu vực Nam Mỹ. Có một điều rất là thú vị trong cái việc phân bố dân cư của thành phố La Paz, đó chính là người giàu thì sẽ định cư ở những khu vực thấp như là thung lũng, bởi vì họ sẽ chọn những khu nhà biệt thự. Bolivia. Yeah, let's see. And okay. Yes. Xin chào. Xin chào, chị Quỳnh Hồng. Tôi tên là Anna. I love Vietnam. I love 365 The Band from Vietnam. It's my favorite boy band. So if they can see my video, please hello from Bolivia. I'm your biggest fan. Wow, amazing. So my friend, see, okay. Chị ấy là một fan rất là hâm mộ của nhóm 365 và rất mong là nhóm 365 khi nghe được tin này sẽ rất là vui, đúng nào? Và vâng, xin chào Anita. Here in La Paz, that is called a la cita. For example, if you buy this middle school, you have to have fight. Bolivia đang giải thích cho mình một số cái phong tục tín ngưỡng của người dân nước mình, đó chính là nếu bạn mua một cái những cái đồ nhỏ nhỏ, ví dụ như cái muỗng, cái thìa hoặc là những cái xe ô tô, tất cả là ở một cái kích thước rất là nhỏ, nhưng mà bạn phải có một cái niềm tin rất là lớn, thì trong vòng một năm đó những cái đồ vật nhỏ nhỏ này này sẽ biến thành sự thật, tức là trong nhà mình sẽ sắm được ví dụ một cái xe hơi, những cái bộ chén đĩa nó to nó đẹp hơn, thì đó là phong tục của người Bolivia. Và ở đây một cái phong tục nữa, đó là cô đang giải thích là nếu một người phụ nữ đang độc thân chưa có gia đình, hãy mua, nếu được tặng một cái con gà trống như thế này đi, và cô ta giống như cầu nguyện và tin tưởng vào cái niềm tin này, thì sớm muộn gì cô ta cũng có được người chung nhân như ý. Ok, và bây giờ đã đến giờ trưa rồi, bọn mình sẽ ghé ăn trưa. Và đây là những món truyền thống của người Bolivia. Ta. Và cuối cùng đây là món nước uống rất là đặc biệt của người Bolivia nhé, Fresco de Quiza. Hôm nay thì bọn mình đang lang thang ở một khu chợ trời, một năm mới mở một lần. Và đây là cô bạn Anita sẽ dẫn bọn mình đi ăn những cái món địa phương rất là đặc trưng của người Bolivia. Và đây là cái quán thu hút rất là nhiều khách đến trong ngày hôm nay. Và món hôm nay bọn mình lựa chọn đó là món pupancho, tức là thịt nướng của một cái loài rất là nhiều ở khu vực Nam Mỹ, một giống như là con cừu nhưng mà nó lớn hơn một chút. Và cái loài này thì nó không có cưỡi được, nhưng mà nó lại cho thịt chứ không cho sữa. Và đây là cái món này thì nó có thứ nhất là trứng ốp la này, thứ hai là thịt cừu nướng này, và có thêm một cái salad làm từ củ hành tây và thịt cà chua cắt nhỏ ra trộn với dầu giấm và rau ngọt, rất là phổ biến ở các khu vực Nam Mỹ, gọi là vinaigrette. Ok, và đây bạn Anita sẽ giới thiệu cho bọn mình biết về một nguồn thức ăn rất là bổ dưỡng của người Bolivia. So please Anita, please introduce us about your Bolivia products. Yeah, this is a very important Bolivian product that now is very famous in the world, and it's the quinoa. And you can see, is this? Yes. And it's very famous now in the world because it's a very healthy food. It has vitamins and minerals. It's similar to the rice. You can see this little bit. It's very similar to the rice, but it's more sweet. Yes. And it's ideal to eat in the breakfast. Okay. Because as I say, it's a very healthy food. Các bạn biết không, món này thì nó sẽ có nhiều hương vị khác nhau. Đây là ví dụ, đây là xoài, đây là dừa, đây là chuối, đây là sô cô la chẳng hạn, và đây là nho nữa nè. Trời ơi, maracuja, nó là chanh leo, rất là bổ dưỡng và thơm ngon, và mình rất thích cái món này. Và với một hộp với một hộp ba gói combo như thế này, mình chỉ mới có $7 thôi. Đa, it's good price, yeah. Mà một cái deal rất là tốt, đúng không nào? Yeah, the price like this one. Yes, yes.
gusto. Yeah? Gusto también. Yeah. This is toilet mocochinchi. This is peach. This is a very delicious. After a lunch, you can have this. This is coco. Coco is not very popular in Bolivia, but it's also here. And this is other fruits. But this is the most famous and the most delicious. How much is it, Anita? A contestada quizá. And it's like 15 or 70 cents. Okay. Yeah, 4 is mean like 12,000 đồng. Yes, for this one. 50 cents. Okay. Wow, đây là cửa hàng bánh của người Bolivia nè. Rất là nhiều món. Và theo phong tục của người Bolivia trong năm mới, nếu bạn mua những đồng tiền gọi là tiền giấy này thì và cầu nguyện tin tưởng rằng trong một năm tới mình sẽ gặp may mắn, thì sau một năm bạn sẽ kiếm được số tiền như là số tiền mà bạn đã bỏ ra mua ấy. Đây là toàn cảnh của chợ trời dịp Tết trong một tháng 2 này. Mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều gian hàng khác nhau ở dưới nơi mà mình vừa mới đi qua. Rồi đây là những biểu tượng của người Bolivia. Mình đã thấy những bức này ở trong bảo tàng. Và họ cũng có những cái phiên bản được làm ở ngoài đời như thế này. Nhìn rất là mộc mạc luôn nè. Trên này đây là một viên dông của cô bác Bolivia. Okay, this is one of the most touristic place in the south area of La Paz. It's called the Moon Valley because Louis Armstrong came here 50 years ago and he said that this place looks exactly like the moon. So we can see a very natural erosion and you can see the little bit mountains and he said that it's exactly like the moon. So we will go check and how much is the ticket. Vale. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿El precio para nacionales y el precio para extranjeros? El nacional es portando Canadá, otros bolivianos, extranjeros 15 bolivianos. So for me, because I'm Bolivian, it's 3 bolivianos. It's like at less than $1. And but for you, that are foreigners, is 15 bolivianos. So, 15. Like $2. Yes. Okay. Cool. 15. Let's see. Dos extranjeros nomás. No traje mi carnet. Yes. I have the ticket here for 15 Bolivia. Okay. So like three. And you have to put your name here. So, oh, they have Brazil, a lot of Brazil here. Japan, Chile, yeah, the bottom. This bus, yes. We will go with yeah, friends. I'm done. Until cemetery. Wow. Japan cemetery. I'm the first person in Vietnam here. Maybe you okay. Know something more? No. Very good. Thanks, Anita, for that. You're welcome. ¿Dónde lo puedo tomar eso? Okay, here starts the adventure from the Moon Valley. We will go to this area and you will see little mountains and you will enjoy it. Okay, cool. Let's go. Oh. Okay. Guys, I have to go quickly. I don't know who you're saying that. Oh my god, you both walk too slowly. Wow, this is the Moon Valley. It's one of the most hiked places in the south area because the central area is like to 3,600 meters above sea level. And this is similar, but in the south area we don't have a hike level. So this is one of the most highest level in south area. And as you can see, it's a very touristic place. There is a crown, there is a lot of tourists right there. So, and you can see, this is a very beautiful and natural place.
Yes. Okay, let's see how it looks like. Wow, it's totally natural without any human touch. Wow. Amazing. Bạn Anita vừa dẫn bọn mình đến một cái nơi thu hút rất là nhiều khách du lịch của thành phố La Paz, đó chính là Valle de Luna, hay còn gọi là thung lũng mặt trăng. Và có một cái người tên là Armstrong đã từng đi lên mặt trăng rồi, cách đây 15 năm. Và khi có dịp đến thủ đô La Paz và tận mắt chứng kiến những cái gì hiện ra trước mắt tại thung lũng mặt trăng, thì ông đã nói rằng là thực sự nơi đây có những cái kết cấu địa lý và địa hình nó rất là giống so với những gì ông thấy ở trên mặt trăng. Chính vì vậy mà người ta đã đặt cho cái khu vực này là thung lũng mặt trăng. Và cái khu vực này nó tọa lạc tại một ngôi làng nhỏ gọi là Malasa, cách thành phố La Paz khoảng 10 km về phía nam. Và ở đây á, thì được coi là khu vực cao nhất tại miền nam của thành phố La Paz, bởi vì tức là cái độ cao trung bình á, là 3.640m so với mặt nước biển, nhưng ở khu vực phía nam thì nó không có nhiều cái địa hình cao, vì vậy mà cái thung lũng mặt trăng là cái điểm cao nhất có độ cao tương ứng so với những cái điểm cao nhất của thủ đô La Paz luôn. Và để đi đến đây thì bọn mình chỉ có việc bắt một cái xe taxi từ trung tâm thành phố để đi đến khu vực này, nó rất là thuận tiện. Và chính vì vậy mà bạn không cần phải mua tour để có thể thăm cái khu vực thung lũng mặt trăng này. Từ trước mắt bạn có thể thấy ở đây, tức là ở khu vực thung lũng mặt trăng á, nó có rất là nhiều những cái khối đá được trồi lên, và những cái khối đá này nó khá là bé, nó có tựa hình giống như là những cái cọc đinh nhỏ vậy đó. Và cái màu đất của nó thì nó hơi nâu nâu, có cái vùng đất thì nó hơi đo đỏ một chút thôi. Chính vì vậy mà cái tên là thung lũng mặt trăng đã gắn liền do những cái cấu tạo về mặt địa chất, địa hình của cái khu vực này. Là chính vì những cái nét đẹp kỳ lạ do thiên nhiên ưu đãi và cũng như là địa hình của tạo hóa đã tạo cho cái khu vực rất là khô cằn này trở nên rất là nổi tiếng và thu hút rất là đông khách du lịch quốc tế đến tham quan hàng năm. Và trải qua rất là nhiều thế kỷ thì địa hình của khu vực và thung lũng mặt trăng đã có cái sự thay đổi rất là lớn do tác động mạnh mẽ của các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nè, hệ thống núi đá vây quanh nè, vùng đất này bị xói mòn khá là nghiêm trọng. Và khi mình ở đây á, thì mới cảm nhận được là tiếng gió, tiếng cát nó thổi vào wedding photos, mình có thể cảm nhận được luôn đó. Và cái nơi này cũng là một cái nơi mà nhiều cặp uyên ương lựa chọn để mà chụp hình kỷ niệm đám cưới nè. Tại thung lũng mặt trăng này thì đúng như tên gọi, nó có một cái khí hậu rất là khô cằn, oi bức, và không có nhiều sự sống có mặt ở trên cái địa hình này được. Thỉnh thoảng lắm thì mới thấy được một vài cây xương rồng nhú lên mà thôi. Và du khách đó, như mình đi thì hầu như là mình không thấy một cái con vật nào ngang như là thằng lằn hay là rồng đất gì ở khu vực này cả. Hầu như là nó cũng phải đi trốn cái nóng, cái khô của cái khu vực này hết rồi. Vì vậy á, để cho cái chuyến tham quan thung lũng mặt trăng được thuận lợi thì mọi người cũng nên mang theo nhiều nước uống nè, kem chống nắng nè, áo khoác và đội mũ rộng vành một chút, bởi vì cái thời tiết ấy nó khá là khắc nghiệt luôn. Còn mình thì cũng chỉ có một cái mũ lưỡi chai thôi, nhưng mà mình thật sự là rất là thích cái khu vực này. Mình dành rất là nhiều thời gian ấy, có khoảng là đến 3 tiếng trong cái quần thể này mới có thể đi hết được. Cây xương rồng là loại cây rất là phổ biến ở Peru cũng như Bolivia. Và đây, cái xương rồng được người Bolivia và Peru coi được coi như là người canh giữ của cải, sức khỏe, tiền bạc cho họ vậy. Và nên vì thế ở khắp nơi, ở mọi nhà hàng, khách sạn đều có cái cây này. Và đây là hoa của cây xương rồng, và quả của cây xương rồng được người dân gọi là tuna, và nó ăn rất là ngon. Ok, và đây là toàn cảnh của thung lũng mặt trăng nhìn từ phía góc khác.
I'm very surprised when I was in La Paz because they have a lot of cable cars. Unless I need to have a student understand more about this transportation. Okay, as you can see, this is the cable car. This is a transportation very popular in these last years in Bolivia because my city, it has a lot of mountains, so it's very, very difficult to transportation. The traffic is a chaos. So we use this cable car, and this is it doesn't have much time. I mean, you can go to your destiny in 12 or 20 minutes. But if you take the bus, you can go to the destiny in 1 hour. So this is very popular. Because it's not expensive, and the president is very happy with this, and also he's doing more cable cars for all the city. Okay, thanks Anita, and let's go to buy the ticket. Okay, let's go. Well, this is the place to buy. We pay for the ticket just 3 bolivianos. That is very cheap because if the public transportation is almost the same price, but it takes a long time. And this is more quickly and more secure and more fun for us. Anita vừa dẫn bọn mình đi thực tế, đó là hệ thống cáp treo để ngắm toàn cảnh thành phố. Và cô còn cho biết thêm là nhờ hệ thống cáp treo này mà hiện nay tất cả người dân đã có thể di chuyển một cách rất là thuận tiện, dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn trước rất là nhiều. Nếu trước kia phải mất 1 giờ đồng hồ để di chuyển đến chỗ làm thì hiện nay người ta chỉ mất có 20 phút. Và đối với người dân Bolivia thì cái chi phí này nó rất cực kỳ rẻ luôn. Okay, mình đang đứng ở đường Calle José Linares của Bolivia. Con đường này nổi tiếng về đó là những cái loại thảo dược và các loại thuốc. Theo truyền thống của người Bolivia thì khi bạn bị các vấn đề về sức khỏe thì có thể đến các thầy lang để họ đưa cho các bạn các loại thuốc. Và ngoài ra còn con đường này còn nổi tiếng với các bùa yêu thuật và các loại bùa khác để cầu mong cho sức khỏe, tình yêu, sự giàu có, sự may mắn. Và để làm được điều đó thì các bạn phải cúng một xác của một con cam, con vật như này đây. Yes, it is. Nó sẽ giá trị tùy thuộc vào lớn hay nhỏ. Con nhỏ nhất là khoảng tầm 50 bolivias, con lớn là khoảng 200-300 bolivias. Rồi. Với sự thành tâm và niềm tin thì khoảng sau 1 năm thì các dự đoán là sẽ mang lại kết quả tốt như mong muốn dành cho người cầu khấn. Và ngoài ra trên đường này còn bán rất là nhiều đồ lưu niệm nè, nhạc cụ truyền thống của người Bolivia. Và có rất là nhiều đồ thổ cẩm ở đây và mình thấy giá nó khá là vừa phải, không có bị chặt chém. Và kiểu dáng rất là đa dạng. Và nó có một tấm khăn choàng. Hiện tại mình đang ở trên đảo mặt trời Isla de Sol. Đây là đảo mặt trời nha các bạn. Đến đảo này thì mình phải đi thuyền tới 1 tiếng mới tới. Đây rồi, vua thời Inca. Còn đây là vua thời Inca. Đây là hòn đảo được ví là đẹp nhất của đất nước Bolivia. Để đi đến được đây thì mình phải thuê một cái tour và đi phà 1 tiếng đồng hồ mới đến được đây. Nhưng quả thật nó rất đáng đồng tiền bát gạo ấy. Nhìn từ cảnh trên xuống dưới thì nước rất là xanh trong. Và mọi người biết không, ở đây á, với cái độ cao nó khá là lớn, trên 3.000m, do vậy mà cái việc đi bộ nó không có xa đâu, chỉ khoảng dưới 1 tiếng thôi, nhưng mà rất là mệt ấy, tại vì mình chưa quen với cái độ cao như vậy đó. Vì vậy khi mà lên đây mọi người lưu ý cái việc là làm sao cho mình thích ứng với cái độ cao. Thứ hai là cái việc di chuyển như vậy nó mất rất là nhiều sức và khá là tốn nước ấy. Mình mang một chai 1,5 lít mà không có đủ, và trên đảo họ cũng không có bán nhiều đồ đâu, vì vậy mà uống nước tại vòi luôn. Và đây được coi là nơi linh thiêng, nơi mà các vị thần đã yêu cầu là mặt trăng phải xuất hiện, vì vậy mà nó còn có những cái đền thờ của người Inca tại khu vực này luôn.
đi du lịch thì mình sẽ ghé thăm khu vực mà trước khi người ta khai thác và bạc. Ở đây là những là thiết bị để khai thác bạc mà người các công ty đã sử dụng trước đó và nay dùng làm khai thác du lịch. Và điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình khám phá đất nước Bolivia đó chính là một nơi rất là nổi tiếng của Bolivia, được cả thế giới biết đến, đó chính là Sala de Uyuni, ruộng muối có diện tích lớn nhất trên thế giới. Và mình rất là háo hức để có thể chiêm ngưỡng được cái màn kỳ ảo phản ánh giữa trời và đất, nó như một cái gương do tạo hóa tạo nên vậy đó. Và điểm mà bọn mình phải trải qua trong cái tour này trước hết đó là một cái nơi mà có rất là nhiều cái chạm xe lửa được sử dụng để khai thác vàng và bạc ngày xưa do những người Tây Ban Nha để lại. Tuy nhiên những cái người địa phương á thì họ lại không thích những cái thiết bị này, chính vì vậy mà họ đã dồn tất cả những cái thiết bị này vào một cái khu vực và hiện nay đã được tận dụng để làm du lịch. Và rất là nhiều người đến đây và sử dụng những cái kỹ xảo, những cái khả năng sáng tạo của mình để tạo nên những cái bức hình rất là lung linh. Thậm OK, đây là cổng vào của Sala de Uyuni. Ở đây thì mọi người có thể mua cho mình những món đồ lưu niệm như là các đồ làm bằng đá ghi chữ Bolivia và các biểu tượng của Bolivia, nó khá là độc đáo với mùi xuân. Đây là những đồ lưu niệm làm bằng muối của Sala de Uyuni. Có nhiều con rất là dễ thương và nó đặc biệt là nó làm được bằng muối. Mình sẽ mua một món. Đây là kỷ niệm cho chuyến thăm lần này. Wow, rất là ấm. Chào mọi người, mình đang ở Sala de Uyuni. Nói thật, mất khoảng 1 tiếng đi xe ô tô mới đến được đến đây. Và bây giờ là 2 giờ trưa. Mọi người có thể thấy đây là mùa mưa nên nhìn bao quanh tất cả xung quanh đây đều là nước hết. Nhờ có nước như thế này nên mọi người có thể thấy được phản chiếu giữa trời và đất. Khu Sala de Uyuni này rất là lớn và nó lớn gấp 5 lần diện tích của Sài Gòn. Và đây được coi là hồ núi lớn nhất thế giới. OK, mình đang ở Sala de Uyuni và đây là toàn cảnh của hồ muối lớn nhất thế giới. Yeah! Đó là tượng thần muối lớn đấy. Ta-da! OK, theo mình nghĩ thì mọi người đến đây theo nhóm thì sẽ có những cái kiểu ảnh sống động và tinh nghịch hơn. Giống như nhà này nè. Dạ, nhìn rất đáng yêu đúng không nào? Do yếu tố địa hình nên chỉ có một cái phương tiện duy nhất có thể đi vào ruộng muối này, đó chính là những cái xe mà có gầm rất là cao. Và mỗi xe này thì chỉ chở được 6 du khách mà thôi. Và mỗi công ty thì họ sẽ vận hành một cái hệ thống xe riêng của mình. Và mọi người thấy ở đây đó là nổi tiếng của hồ Sala de Uyuni, đó chính là được ví như là một cái tấm gương phản chiếu giữa trời và đất vậy đó. Tức là ở trên trời và dưới đất nó phản chiếu lại với nhau và địa hình hoàn toàn là bằng phẳng luôn. Thì theo như tư liệu mà mình đọc được á, thì cách đây 40.000 năm thì khu vực Tây Nam của đất nước Bolivia là được bao phủ và hồ nước. Thì khi mà trái đất nóng lên á, thì những hồ nước này thì bị cạn xuống và hiện nay thì cái hồ khu vực này á, nó không có chỗ thoát nước và nước ở đây rất là mặn và chỉ có một cách để nước nó rút đi khi mùa mưa hết đi, đó chính là bay hơi nước và để còn lại những chỉ là những cái hạt muối, ruộng muối mà thôi. Và người ta có khai thác muối này để phục vụ cho công nghiệp thực phẩm hoặc làm những vì mục đích khác. Ở khu vực Sala de Uyuni này nè các bạn, gió rất là gió luôn, các bạn có nghe thấy tiếng gió vù vù không? Và thời điểm thích hợp nhất để đến Sala de Uyuni đó là tháng 3 đến tháng 4, tức là lúc mà mùa mưa thì mọi người sẽ thấy được là cái sự tương phản rõ rệt nhất
Còn mình đang đi ở đây là cuối tháng 2 nên cái lượng nước nó bắt đầu là nó cũng tương đối rồi. Cũng là chưa phải là đẹp nhất nhưng mà khá là hài lòng với cái thời điểm mà mình đi. Còn đi vào mùa khô thì mọi người sẽ thấy được là xung quanh toàn là muối trông lên nhau. Và một cái hoạt động rất là ưa thích ở đây đó là chụp hình. Mọi người ở đây có tạo dáng rất là nhiều, họ mua theo những ví dụ như là con khủng long này, mang những cái lon này đặt từ xa á, chế biến rất là nhiều kiểu chụp hình rất là ngộ nghĩnh và rất là đặc biệt. Vậy là đã kết thúc hành trình khám phá đất nước Bolivia 3 ngày của mình và mình thật sự rất yêu quý đất nước này luôn, với phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, văn hóa đa dạng, thức ăn thì khá là phù hợp với người Việt mình và giá cả rất là rẻ tương tự như Việt Nam, thì đây thật sự là một nơi nên đến. Và xin chúc các bạn có một hành trình thú vị. Nếu bạn thích nội dung video này hãy like và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.